Tập 4. Bác sĩ Lân, bệnh nhân mới kia đã nắm tay lại được rồi. Này, bỏ qua bệnh án đi, qua xem chút đi. Ồ, đó là bệnh nhân của bác sĩ Lân mà, sao nhìn cậu ta vui vẻ vậy? Chủ nhiệm hắn bọn tôi tới rồi đây. Tình trạng Phù Linh đã lặn rồi, hồi phục rất tốt. Ờ, có thể ra viện được chưa? Dựa theo tiêu chuẩn của ngụy khô Tây, giới hạn gấp nhỏ hơn 5. Lực tay cũng đã tới 75%. Nhìn qua cũng rất tốt đấy. Cảm ơn bác sĩ. Có thể tự sinh hoạt bình thường thì bọn tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Thành tựu là cảm ơn chân thành từ người nhà bệnh nhân. Thưởng rương báu sơ cấp. Hình như ngươi hiểu sai vợ từ nhóc đúng không? Thôi cỡ mình không cho được nhiều thuốc tinh lực đâu. Vậy chú Nhiệm Vương hãy xem xét thành quả phẫu thuật của Lân Nhiên nha. Nãy làm luôn hả? Thời gian ngắn quá sao nhìn ra được. Anh Lão Hắc, tôi đi đây. Lân Nhiên, cậu nhớ quan sát tình trạng của bệnh nhân đi. Hai ngày cậu trông coi phòng 1 và phòng 5 là được. Nó hồi phục tốt thì chúng ta làm ca khác. Vậy đi, 7 giờ tối cùng đi ăn cơm. Viện trưởng Châu có thể tới đó ngồi rồi nói chuyện. Vâng. Khách khứa hôm nay đều là người nổi tiếng trong giới y học của Vân Hòa. Chúng ta chọn nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng thì lúc bận chuyện bầu không khí sẽ tốt tươi hơn. Còn phải làm chi tiết nữa. Chị à, chỉ là bàn chuyện thôi mà, cũng đâu có gì mà nhìn chị căng thẳng tới vậy. Quản lý công ty y dược Sơn Tây, thành phố Vân Hoa, Tạ Hà. Bác sĩ đại diện được Tạ Hà tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy Hoàn Mẫu Sư. Lần này các viện trưởng Châu và chủ nhiệm Hót tới tham dự đều là những người có quyền thế trong giới y học Vân Hoa. Tạo mối quan hệ tốt với họ chỉ có lợi chứ không có hại. Lát nữa cậu đi với tôi tiếp đãi họ chu đáo biết chưa hả? Đã lâu không gặp rồi quản lý Tạ. Viện trưởng Châu của bệnh viện Vân Hoa. Anh đẹp trai quá. Nhan sắc này còn hơn người mà mình tìm về. Cơ thể và body rất ok, như sinh ra là để làm người đại diện ở trong y học vậy. Thật sự muốn mắt cốc cậu ta vừa quá. Chào anh chàng đẹp trai. Các cậu muốn làm người đại diện trong giới y học không? Chữ lại mất nữa rồi anh em ơi. Cô hành đỡ đi. Mắt nhìn của cô rất tốt. Nhưng hãy để tôi giới thiệu chút. Chàng trai này là bác sĩ Lăng, làm phẫu thuật chính với khẩu kỹ thuật khâu họ Thang của bệnh viện Vân Hồ chúng tôi. Chào bác sĩ Lăng, có gì nhờ giúp đỡ tôi. Xin chào. Đừng có đứng ngay qua kia ngồi rồi nói chuyện. Vậy chúng tôi không có sáu nữa. Chuẩn bị đến mình tới hiện rồi. Kỹ năng giao tiếp độ cười thân thiện. Đã bác sĩ Lăng đây chọn món đi người trẻ. Khẩu vị tốt chỉ có mấy người già chúng ta là ăn gì cũng được. Chị tả câu mình tiếp đối với những người lãnh đạo. Giờ lại câu mình tiếp đối bác sĩ Lăng này sao? Không biết cậu ta có bị đánh bại bởi chiêu của mình không nữa. Cỡ đi, dù gì cũng là người đại diện cho công ty y học, thử luôn vậy. Kỹ năng cao, kỹ năng giao tiếp, nụ cười thân thiện. Bác sĩ Lăng, nhà hàng này nhất định sẽ có món cậu thích. Phục vụ lấy thơm nước lọc đi. Mình vậy mà bị vứt xó rồi. Sau khi ăn uống, viện trưởng Châu, chủ nhiệm Hắc, nó mà gân bị thương thì cần chụp cộng hưởng từ nhỉ. Nó mỗi lần mà bệnh nhân tới đờ phải tới khối y học thì không tiện cho lắm. Nếu sau này mà dùng kỹ thuật khâu họ Thang á, một ngày có mấy ca thì xin lỗi mất. Hey, bên phía viện trưởng có nên chuẩn bị mấy cộng hưởng từ không?
Đồ, vào thẳng vấn đề luôn. Dù là đồ nội đi nữa thì cũng có đắt rỉ. 300 vạn, ít cũng phải 300 vạn đổ lên, 1.000 vạn. Còn hàng nhập khẩu thì 1.000 hay 500, 1.000 hay 5.000 vạn thì là chuyện bình thường. 1.500 vạn, ấy, ai có mua thì tiền kiếm được sẽ giàu to. Ấy, bị biểu cảm này là muốn mình phối hợp rồi. Cậu ngơ ra làm cái gì? Mau cười cho có không khí đi. Phải cười thật tươi đó. Nếu bọn tôi mua máy này thì bác sĩ Lân sẽ nổi tiếng luôn đây. Nụ cười giả tạo. Nếu mua thì mua cho khoa cấp cứu, tôi đang muốn có một cái. Mấy cộng hưởng từ của khoa cấp cứu không dùng được nữa rồi, làm rửa nải rất nhiều việc. Hôm nay là muốn rút máu tôi sao? Còn mấy cộng hưởng tựa thì tôi thà mua cho một con bé. Năm mà viện trưởng mua cho tôi con bé, tôi sẽ uống hết chai rượu này luôn. Có một chai thì ông uống hết, còn Tiểu Lăng thì sao? Tôi uống đủ rồi. Chủ nhiệm thích uống thì uống, lát nữa tôi cột ra cực. Còn trực ca, Tiểu Lan nói đúng, trực ca thì uống ít lại, không nhỡ bệnh viện gọi tới thì là không biết. Viện trưởng Châu nói đúng đấy, tôi mời cô một ly. Tiểu Lan đã làm rất tốt với ca đầu tiên bằng kỹ thuật khâu họ thang. Chuyện này rất vui mừng nên bệnh viện sẽ ủng hộ cậu hết mình. Nhưng mấy với phòng mổ thì mơ đi nhá, còn mua kính hiển vi thì ok. Chị ơi, viện trưởng Châu không nhìn em một chút luôn. Điều quan trọng hơn là chủ nhiệm Phan cũng dùng khâu họ thang rồi, nếu không thì tôi cũng mua cho các ông. Lần nhưng với chủ nhiệm Phan kỹ thuật khâu khác nhau, bệnh viện chỉ coi ca đầu tiên là ai làm thì rất không công bằng với khoa cấp cứu đấy. Không nói tới máy cộng hưởng từ, chỉ nói đến lần nhiên có thể làm kỹ thuật khâu họ thang, mà bệnh viện khác muốn sử dụng kỹ thuật này đều rất tốn sức lực. Đúng thế, tôi có nghe qua về kỹ thuật mới, nếu họ muốn mở rộng thì như gieo hạt vậy. Gieo một hạt giống thì mai sau cây sẽ lớn mạnh vậy. Nhưng nếu muốn gieo hạt thì cần có 8 hay 10 năm kinh nghiệm thì rất khó. Vậy ý của cô là bác sĩ Lăng có thể cày bừa rồi? Gì mà cày bừa, Tiểu Lăng vốn đã mộc mầm rồi. Kỹ thuật khâu họ thang của Tiểu Lăng là tuyệt học đấy. Ông đừng có đùa, gì mà kỹ thuật gia truyền? Vậy không phải là 1 năm chặt 12 ngón rồi 1 tháng dùng một ngón sao? Ê, làm gì có tay mà 12 ngón chứ? Tôi chặt 2 ngón tay của cậu thơ không phải xong rồi sao? Cái tay này đúng là ngốc quá đi mà. Mọi người nói tiếp đi. Tôi nhớ là vài năm trước phó chủ nhiệm Phan thường hay mời bác sĩ có thể sử dụng kỹ thuật khâu họ thang và làm phẫu thuật chính. Rồi ông ta làm trợ tá một rồi học theo. Vậy tính ra thì ông ta cũng học được 3 tới 4 năm. Lần này còn chạy tới bây giờ đã học thêm. Còn Tiểu Lan thì không cần thiết phải như vậy. Vị trưởng suy nghĩ đi. So với lão Phan tiêu một đống tiền của thì đầu tư cho Lan Nhi một mấy cộng hưởng cái từ có phải là tốt hơn không? Cùng lắm là làm thêm phòng cấp cứu và phục hồi chức năng thôi. Hiện tại là mỗi một lần mời bác sĩ chính thì tiền xe thì bỏ qua đi. Với những buổi thảo luận á chắc tốn độ 3 tới 4 vạn. Còn chủ nhiệm Phan thì khác á, lão ta đâu chỉ biết kỹ thuật khâu họ thang đâu chứ. Phòng phục hồi chức năng thì ok, còn phòng cấp cứu thì không thế nào. Nhưng bệnh viện không thế nào mà chỉ cung cấp cho các ông. Khối xương khớp không phải là căn phòng phẫu thuật sao? Tôi sẽ tìm lão Lý nói chuyện. Mà cỡ lão pha như nào tôi cũng chỉ cần cho khôi chúng tôi thôi. Chưa nói tới trong nước và kỹ thuật khâu họ thang, mà cả thế giới thì kỹ thuật này là tốt nhất. Cô chúng tôi sẽ đi trước, đợi 1 năm sau quá thì viện trưởng hãy xem thành tựu của khoa cấp cứu như nào. Được thôi, vậy chúc ông sẽ thành công. Được, chúc ngài sẽ thành công. Lần nhiên uống thêm một ly đi. Này tới đây thôi. Vâng, viện trưởng.
Còn một chai rượu này, tôi uống nhé. Nghe nói lãnh đạo rất thích uống rượu. Đại diện bên cô nên đưa tới khu tâm thần kiểm tra thử đi. Vâng, mai tôi hốt hắn đi luôn. Chị, để nó phá chai rồi nè. Bác sĩ lên tới chưa? Này là cá trực của cậu đấy. À, đã đi qua đi lại 3 lượt. Mới tới đó đang ở phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng cậu cũng tới, tôi tìm cậu mấy tiếng rồi đó. Bệnh nhân mà cậu yêu cầu đã tới rồi. Ok, đi thôi. Khỏi còn nhắc nhở, ta biết có thời gian mà. Nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân thủng rạch da chuyên môn. Bệnh nhân sao không có động tĩnh gì thế? Anh ta bị dọa sợ nên ngất rồi ạ? Bác sĩ nội trú kinh nghiệm đầy mình, Trịnh Buông. Đúng là có gừa đấy. Theo cậu quan sát thì biết nguyên nhân không? Cả bác sĩ thử kiểm tra cấp trên hỏi cấp dưới coi cả thực tập sinh hay bác sĩ nội trú. Trứng bên phải bị rách ra tinh hoàn, gân và dây chằng bị lồi ra ngoài. Có thể thấy bụi bẩn và sủi nhỏ bị dính vào màng tinh hoàn thì khá là hoàn chỉnh đấy. Cậu xem tiếp đi rồi nói chi tiết. Vâng ạ. Vết thương không cùng một chỗ, biến dạng không tuyến tính, bị nhiễm trùng. Này bị tai nạn giao thông hả? Cảm giác không phải. Tôi có hỏi qua rồi, cậu ta trượt ván nên bị vậy á. Thường có động tác lướt ván ở trên lan can rồi trượt á, cậu biết nguyên nhân rồi chứ. Chân giữa thì lên còn ván không lên kịp. Chính xác vì thế nên chân giữa quất thẳng vô lan can. Hoàn thành nhiệm vụ trong phút mốt. Cho nên là cần kiểm tra xem có bị bệnh uốn ván không. Chuẩn bị thuốc đi. Chảy máu không quá nghiêm trọng. Xét tình hình, tinh hồn thường có hình dạng như nào nhỉ? Nếu có thể cho mình tinh hồn nam giới hoàn chỉnh rồi có mình phân biệt bình thường và bất bình thường thì mai ra mình mới biết được. Tình hình hiện tại khá là phức tạp, kết cấu giải phẫu không quen thì không thể đưa ra kết luận được. Nếu mà bất bình thường thì nên nghĩ xem là thần tinh có bị sấn là hay không. Gì mà màng ruồi sấn á, tôi đang bị như vậy mà mấy người còn bàn luận sao hả? Cái gì mà nói chuyện vớ vẩn ở đây? Bác sĩ Trịnh giờ nên dùng loại thuốc nào? Đúng vậy, cả bác sĩ thường không được cãi nhau với bệnh nhân. Lần nhiên cậu giải thích cho anh ta biết rõ đi. Thần tinh là nơi cố định tinh hồn và chuyển các chất dinh dưỡng gồm động mạch, tinh trùng, bạch huyết và dây thần kinh. Thần tinh? Bọn tôi đang thảo luận về thần tinh của anh còn bình thường hay không, mà nếu mà nó xảy ra vấn đề thì cần phải mổ. Nếu nó hỏng rồi thì sẽ cắt bỏ, không khâu lại làm gì. Thật ra thì tình trạng bây giờ khá tốt, với chẳng qua là hơi trùng thôi. Thần tinh không bị sáng lại, vị trí khá độc đáo nên không cần phải cắt bỏ, bắt bỏ đâu. Vâng, khử trùng rồi khâu lại là được. Nhớ là đừng có tách nó xa quá nha. Bác sĩ, con cháu sau này của tôi trông cậy vào anh đó. Được. Bắt đầu khâu. Khâu đệm dọc cấp chuyên môn. Thao tác này là đồng chí ơi. Xong rồi. Hoàn thành nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân. Thưởng rạch da chuyên môn. Vấn đề khi trở thành bác sĩ chính là rạch da cũng phải. Cũng giải quyết được rồi. 2 ngày sau, kỹ thuật khâu của cậu rất tốt đấy. Bệnh nhân chỉ nằm ở phòng bệnh 1 ngày là được xuất viện rồi. Trước kia cậu khâu qua rồi sao? Nhà tôi có mở phòng khám à? Chính là phòng khám Hạ Câu hả? Nghe nói nhà bác sĩ Lăng vợ y học từ lâu rồi. Nhưng mà phòng khám nhà cậu thường có những vụ bệnh nhân trứng cúc vỡ sao? À, không phải là có vụ trứng cúc vỡ là dùng khâu đệm dọc đâu ạ? À? Khâu bụng cho người già cũng được. Phòng khám nhà cậu cũng có phòng phẫu thuật hả? Có ạ. À? Đi thôi, bác sĩ Lân tới giờ kiểm tra bệnh nhân rồi. Người ta nói là phòng nam bệnh nhân
hết phù rồi. Vậy để sau nói chuyện tiếp nha bác sĩ Thịnh. Được á, lần sau nói tiếp. Bởi nhân phòng năm hồi phục khá tốt quá, chỉ là sẹo có hơi nhiều thôi. À, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói đi. Mấy ngày nay tôi thực hành với bác sĩ Lăng tay gờ có chút giảm sút. Nãy rảnh không cùng tôi thực hành nhé? Không, mới còn có ca phẫu thuật trên, còn phải giữ được tinh thần tỉnh táo. Bác sĩ Lăng, dù cậu giỏi thế nào thì cũng có thử khuyết điểm thôi. Dành thời gian có tinh thần thì tập rạch da đi cho đỡ mất mặt như ca phẫu thuật lần trước. Lý nào cậu ấy bỏ việc thực hành rạch da rồi? Cậu không làm được thì đó cho tôi làm. Tới khi đó thì cậu ấy sẽ cơ mình chỉ dạy cho. Hôm sau, bệnh nhân Lý Hồng Quốc 27 tuổi, hở vết thương ngón giữa bị gân gặp đứt gãy ở các mức độ khác nhau khá là phức tạp đó. Dạ vâng. Khu vô nhân chính là khu 2. Gần ông hay sâu đều bị buộc chặt ở trong gân nhỏ hẹp, khi phẫu thuật mà gần dính sẽ rất nguy hiểm, chức năng không được như trước nữa. Gân sâu và nông bị tổn thương cùng lúc có nghĩa là hoạt động chất của nó đều được tăng cường, xác suất dính rất lớn. Nhưng đây không phải là vấn đề. Khi dùng kỹ thuật khâu hở thang thì cần xử lý các vết nông sâu cùng lúc. Bắt đầu thôi. Khâu đứt gân ở khu 2 bằng khâu hở thang cho tôi. Bút. Mình chưa nói hết câu mà đã biết mình cần gì rồi. Phối hợp cũng rất ăn ý đó. Xem ra là Vương gia đã từng làm qua trong phòng phẫu thuật rồi. Tiếp tục. Đang định nói lại thôi. Chủ nhiệm Hắc định bảo Lăng Nhiên là đỡ ông ấy rạch da cho những nghĩ lại là thường cấp trên kêu cấp dưới làm. Không thể giúp Lăng Nhiên được, vì nếu giúp cậu ta rạch da thì sau này vẫn phải đỡ cậu ta tự rạch da. Hay là đỡ cho Lữ Bân làm vụ này nhỉ? Cậu ta cũng là người dưới tay mình. Từ biểu hiện lần trước thì cái tên nhóc đó cũng không tệ, cũng rất hay quan tâm tới bệnh nhân. Chủ nhiệm Hắc đang nhìn mình thì phải là đang lo vụ rạch da của bác sĩ Lăng sao? Hai, bác sĩ Lăng có thể bỏ qua đoạn rạch da để cho mình làm là tốt nhất. Hoặc là để chủ nhiệm Hắc bảo mình làm. Theo lý thì mình không nên tranh việc của bác sĩ Lăng. Nhưng cậu ấy lại làm sai khi rạch da. Hôm qua cậu không thèm tập. Với tính cách của cậu ấy thì sẽ không nhường đâu. Nếu bây giờ mà cậu ấy rạch da bị sai sót thì có lẽ cậu ấy sẽ tự từ bỏ. Nắm chặt. Hả? Vẽ xong rồi sao? Lần này nhân vật biết đốn hơn lần trước nhiều. Thì lần này cậu ấy chọn vị trí tốt gơ. Giao. Bắt đầu. Thao tác này. Đây chính là thao tác cao cấp của bác sĩ đấy. Mới có 2 ngày trước, Lăng Nhiên còn rạch 2 lần, sau giờ lại thành cao thủ rồi. Lăng Nhiên, cậu dạo này có tập luyện rạch da hả? Dạ vâng. Mình cứ nghĩ là bản thân đã có đủ kiến thức rồi, nhưng không ngờ ý tới vậy. Nếu là lúc trước thì sẽ cơ mình tập luyện khổ cực 3 ngày là có thể nắm giữ kỹ thuật rạch da. Vậy thì tình trạng lúc trước của Lăng Nhiên là sao? Lý bào lúc đó có dịp có vấn đề gì? Nhưng lần đó nhìn như nào cũng giống như là lần đầu rạch da, đâu phải là có vấn đề. Kéo da. Thao tác khi nãy của cậu ấy là. Mình còn lo lắng cho cậu ta nữa chứ, còn muốn dành công độn rạch da đúng là mất mặt. Bác sĩ Lăng, cậu như này không khác gì là đang dùng hách vậy. Cỡ người ta nghĩ như nào thì nghĩ. Thứ bệnh viện cần là gì? Khó cần gì, chủ nhiệm khó cần gì? Chính là nhân tài giống như Lăng Nhiên đây, sao? À mà, Lăng Nhiên tôi nghe đồn là cậu mua rất nhiều chân giò để thực hành nhỉ? Vâng ạ.
Cậu giờ cũng chỉ là thực tập sinh tháng mấy trăm tệ đỡ mua chân giò không vậy? Đồ dùng cho thực tập sinh không phải là để cho người khác mua hay sao? Thì của chúng ta không có phòng thực hành, nhưng nói tình hình đỡ còn giúp đỡ chứ. Câu nói cho đúng không hả? Chủ nhiệm là cô tê rồi, ok tôi hiểu rồi. Dạ, ngài nói không sai. Thanh toán tiền chân giò thì không hợp lắm á. Hay là như này, cậu hiện tại không có giấy phép hành nghề. Những ca phẫu thuật mà cậu làm bác sĩ chính thì có thể lấy tên tôi hoặc là Lữ Vân. Tiền phí thì chuyển vào thẻ tôi rồi tôi chuyển lại cho cậu. Cậu đừng có từ chối, đây là công lao của cậu đó. Vâng. Hả? Đây chính là đãi ngộ dành cho người sử dụng kỹ thuật. Không hỏi thang sao, mà nhất định phải học mới được. Sau 2 tiếng 30 phút. Phẫu thuật thành công. Kiểm tra lại đi và kiểm tra thiết bị chữa trị xem được chưa. Lữ Bân, nhớ theo dõi tình trạng gây mơ của bệnh nhân đấy. Chức vụ nhỏ, thường là làm hết việc còn lại. Vâng, thưa chủ nhiệm. Vẫn là bác sĩ Lan tốt với mình mà. Mình nhất định phải cố gắng mới được. Tắm qua là được chứ, đợi cậu mà tôi ngủ gật luôn rồi. Bác sĩ Châu, anh chưa làm à? Sao tôi lại không làm chứ? Tôi là đang tìm người làm thay. Tôi tới là chia tiền với cậu đấy. Tiền phẫu thuật sau. Người ta nói cậu hiền như ai đê, mà sao tôi thấy cậu thông minh quá vậy? Chủ nhiệm hết á, câu tôi nói chuyện cho cậu hiểu. Nói trước nhà tiền phẫu thuật là của cậu, còn vốn thì để cho ông ấy. Lão hát đã nhường hết công việc cho cậu, cuộc chuyện khác thì cậu không cần lo đâu. Do chủ nhiệm hết sợ Lân Nhiên hiểu nhầm nên bác sĩ Châu tới giải thích. Bệnh viện và khoa. Bệnh viện chúng ta đang chấp hành tiêu phí cấp 3. Phí phẫu thuật do cục quản lý quyết định sẽ không thay đổi, còn tiền lương lần 1 là do bệnh viện trả, còn lần 2 là do khoa chi trả. Ví dụ như ca phẫu thuật hôm nay của cậu có mã số là 33152114 thì bệnh viện cấp 3 sẽ thu về được 13144. Ngoài ra còn có khi chữa được một ngón tay thì sẽ nhận được 210 tệ, nên tiền nhận hôm nay là 1554 tệ. Lần 1 phát tiền cho khoa chúng ta là 777 tệ, lần 2 là tới bác sĩ phẫu thuật chính thì 518 tệ, cậu nhớ chưa? Nhớ rồi. Chính là tôi phẫu thuật là khâu họ thang thì sẽ nhận được 518 tệ. Cái này không phải là vấn đề tiền bạc, mà là số tiền cậu nhận được ngang với số tiền bác sĩ lâu năm. Đây chính là điều quan trọng đấy. 3 ca phẫu thuật là được 500 tệ. Vậy 3 ca một ngày là 1500 tệ. Đù, nó không phải là một tháng tôi thu được 15.000 tệ sao? Cậu điên à? Bác sĩ thường làm 20 ca trong một tháng là rất nhiều rồi. Nếu làm 30 ca là đủ mệt rồi đấy. Cậu lại muốn 90 ca một tháng. Nhiệm vụ luyện tập khâu hở thang. Nội dung một tháng 10 ca bằng kỹ thuật khâu hở thang. Thưởng rương bấu sơ cấp tiến độ 1/10. Mới nãy còn đang suy nghĩ làm sao đó phẫu thuật thì lại có nhiệm vụ tới. Lan Nhiên tới đây chọn bệnh án. Đây là các ca phẫu thuật phải dùng kỹ thuật khâu hở thang của khoa chúng ta, là khâu nối gân sau nửa tháng nữa. Các bệnh viện khác với đại diện y dược đồng nghiệp đã tặng cho tôi đó. Tôi nhận hết, mang hết bọn họ qua cho tôi đi. Cậu không phải lo, không có bệnh nhân đâu. Nhớ ngày nào thì phải làm hết thì sau này mới có ca cho cậu chọn. Tôi không hiểu rõ về kỹ thuật khâu hở thang, nhưng vẫn lợi hơn là kỹ thuật khâu giai đoạn đầu nhỉ. Chỉ qua 24 tiếng mà đã có thể cử động được, chỉ số cũng đã đạt được tiêu, chỉ tiêu đúng là khó tin. Mấy cái ca khâu hở thang đều thành công và hồi phục rất tốt. Hiện tại mình đã nắm chắc kỹ thuật khâu hở thang rồi, nên là tôi không thích bệnh án lại, nên là hôm nay cứ chuẩn bị cho tôi 5 ca. Tiểu Lăng, không đừng có đùa tôi mà. Mà Khôn, cậu ta không phải là người hay đùa giỡn. Một ngày 5 ca, cậu nên một ngày 1 ca đi, luyện tập cho thạo tay đi. Tôi có thể phẫu thuật liên tục được. Sau khi bác sĩ Châu giải thích cho cậu ta về tiền phẫu thuật thì cậu ta muốn làm việc sao? Bộ cậu ta đang thiếu tiền hả?
Nếu cậu thiếu tiền thì bảo tôi sẽ giúp. Không phải. Không phải là tiền phẫu thuật sau. Không ạ. Cậu hiện tại nên luyện tập kỹ thuật cho tốt đi. Đừng có nghĩ tới tiền nong và đừng nghĩ tới cái khác. Muốn luyện tập cho tốt thì không phải là làm nhiều phẫu thuật hả? Vậy hai ca trước đi. Nếu mà người đầu tiên làm tốt thì nghỉ ngơi một chút rồi làm ca thứ hai. Nếu không tốt quá thì tôi sẽ chuyển qua ngồi khoa tây. Dạ được. Chủ nhiệm Hắc, tí nữa mới đến chúng ta phẫu thuật trước. Ok, 2 giờ sau đang phẫu thuật. Xin lỗi nha, nãy mới họp xong tới hơi muộn chút. Phẫu thuật thành công. Cả thứ hai tới chưa đủ, tới chưa chủ nhiệm Hắc? Tới rồi, nhưng lần trước tới hơn 2 tiếng rưỡi mới xong mà. Lần này mới có 2 tiếng đã xong rồi, không được để... Coi như tôi chưa nói gì đi. Mới nhân thứ hai đang nằm ở phòng bên qua đó thôi. Chủ nhiệm. Chuyện còn lại cô giao cho chấp sau ạ. Đây là ca phẫu thuật thứ hai rồi. Lần này phải nhanh hơn một ca một mới được. Đi theo bác sĩ Lan mình đã học hỏi và kinh nghiệm rất nhiều. Ca thứ hai thành công. Cậu ta vậy mà còn nhanh hơn lần trước. Lần nhiên bệnh nhân tiếp theo sẽ tới ngay thôi nếu đi xe tới thuận lợi. Vậy sau đây. Còn hỏi sao? Tôi rất sẵn sàng ạ. Mình lần đầu tiên mà phải làm tận 3 ca phẫu thuật. Để theo bác sĩ Lan đúng là vừa có kinh nghiệm và tính khiêu chiến mà. Bà ca liên tục gần 7 tiếng mà không mệt trên nước uống và vệ sinh không đi. Nhưng cậu ta vậy mà không tỏ ra một chút sự mệt mỏi nào cả. Mồ hôi ra như mưa. Vương Giai, giúp đỡ Lữ Bân lau mồ hôi đi. Vâng ạ. Làm liên tục 3 ca có phải cậu mệt rồi không? À, không sao đâu ạ. Cố chút đi, sắp xong rồi. Không vấn đề. Cuối cùng cũng xong rồi. Vương Giai, con chắc cũng mệt rồi đi. Gì mà mệt chứ, tôi không sao, tôi vẫn có thể làm được. Cái gì? Tối nay cậu cũng làm được hả? Sao cậu đam mê như này chứ hả? Giờ muốn cũng hết bệnh nhân rồi hay là đã mai đi? Vậy mai tôi nhận 5 ca nha. 5 ca. Nếu mai mà phẫu thuật 5 ca cùng cậu ấy thì mình cần phải chuẩn bị tinh thần. Chuyện đó bác sĩ Lăng, bác sĩ nội trú lâm sàng Mã Lân, y tá thực tập Trịnh Ngữ Hàm. Bác sĩ Lan với chủ nhiệm tôi có mang chút hoa quả, hai người ăn tạm đi ạ. À? Tôi cũng mang chút đặc sản ở quê mang lên ạ. À? Hai con cá muối sao? Rồi ăn sao? À, chỉ cần kho lên rồi ăn ngon lắm đó ạ. À? Nấu chung với đậu phộng cũng được, nấu kiểu nào cũng một cừ hết. Vậy anh có ý muốn nói sao? Tôi muốn làm trợ tá của cậu tham gia không hỏi thang á. Tôi đã xem qua video của cậu trên mạng rồi. Tôi có thể làm tốt trợ tá cho cậu. Hơn nữa là phẫu thuật sử dụng kỹ thuật khâu hở thang rất lâu á. Tôi lo cho Lữ Bân sẽ mệt ngất tại đó luôn ạ. À. Hả? Mình không nhìn nổi nữa rồi. Lữ Bân tôi không có mệt đâu nha. Cái tên mãi lần kia đợi tôi mệt chết rồi. Mới kêu cậu tới nha. Ừ? Mau mang cá muối của anh.
Đợi đã, dù gì mình cũng là trợ tá cho đại ca, là nhất định phải tin tưởng. Giờ không phải là lúc đôi co với Mã Lân được. Mẫu cầm cá muối đi, hầm chung với chân giò sẽ rất ngon đó. Hầm chung với nhau sẽ có vị thơm ngon đó, nhớ làm thử nha. Thôi, không cần tranh nhau làm gì mà vẫn đi bình thường. Mai sẽ có 5K cho các cậu, mệt chết đi. Chấp 32.